Dạ, em xin chào cả nhà. Em là Nguyễn Văn Trụ ở khu phố 4 thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 2019. Em có đứng ra đại diện cho kênh Hoa Lan TV của bà Kiềm ở Hà Nội và kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà của anh Nhìn ở Hải Phòng có đến giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Toàn ở tổ dân phố 8, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Dạ, chị Toàn là có gia đình, chị Toàn là có chồng mất sớm, một tay chị nuôi 4 đứa con và một ông cụ già 86 tuổi, nhưng ông chẳng may mới mất được 10 ngày nay rồi. Đây là hoàn cảnh của gia đình chị Toàn. Còn hôm qua đây là có kênh Hoa Lan TV của bà Kiềm là có gửi cho gia đình chị là một suất quà trị giá 2.500.000 đồng, và kênh Hoa Lan Phi Độc Cát Bà của anh Đình ở Hải Phòng có gửi gia đình thì Phạm Thị Toàn là một suất quà trị giá 1.400.000 đồng. Là hôm nay là em nhờ bà trưởng thôn Bắc Minh Lê Anh Minh hai là có đứng ra trả cho chị gia đình chị Toàn cho em ấy nha. Đây là một suất quà của kênh Hoa Lan TV là trị giá 2.500.000 đồng. Dạ rồi, như chị là kiểm tra lại số tiền dùng nhé, có phong bì mở kiểm tra lại cho xác định có đủ số tiền không, như vậy không ạ? Là số tiền ấy là trị giá 2.500.000 trên mặt. Dạ rồi, và đây là một suất quà của kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà của anh Đình Hải Phòng trả cho gia đình trị giá 1.400.000 đồng ạ. Toàn dạ, như nhờ chị kiểm tra cho em mình luôn. Kiểm tra là có đủ một triệu năm bốn trăm ngàn luôn. Bởi vì cùng qua đây thì cũng có là Bắc Minh ở trường thôn ở đây và cũng có là gia đình họ chị hoàn toàn hoàn cảnh, cho nên cũng mong cả bảy Lan trên cả nước đã chăm lo tận tin chú đáo giúp đỡ cho cả hỗ trợ cho cả em học phí trong năm học 2019-2020. Nói chung mong là các em là cũng là đừng bỏ tiết và hỗ trợ một phần học phí cho các em trong thời gian sắp tới ạ. Cái Hoa Lan thì mong cũng không có được nhiều, nhưng mà đấy là tấm lòng của anh em yêu lái cả nước là cùng hỗ trợ một phần môn là sức lực môn nào đó cho gia đình chị. Tôi xin đại diện cho cấp ủy chính quyền của tổ dân phố 8 xin cảm ơn công ty Hoa Lan đã hỗ trợ cho gia đình chị Phạm Thị Toàn là có hai suất quà là 1.400.000 đồng với hai một suất quà là 2.500.000 đồng để cho các cháu học hành trong năm 2020. Cảm ơn công ty Hoa Lan. Công ty Hoa Lan đây là kênh Hoa Lan TV là cái của kênh của anh em là chị Lan, Hồ Chị Lan lập nên và tạo để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, nhưng không phải là ở chắc của mình mà là ở công ty ở trên để mang cả nước, nhưng ở chỗ nào có là khó khăn thì ấy là nếu muốn được ấy được là cũng sẽ kênh Hoa Lan TV và kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà sẽ đến chăm sóc giúp đỡ cho, nhưng gọi là đỡ được một phần nào với thế ạ. Đỡ được phần nào. Dạ yeah. Cũng em quay qua tí ha. Ông thì hỗ trợ là có ông cụ 86 tuổi nhưng ông mới mất cứ 10 ngày đấy thôi. Em bởi việc trước khi ông chưa mất là em có bảo lên Bắc Kiềm, nhưng sau này là ông mới mất ở đây, nên cũng phải ông đi khổ ông mất rồi thôi, em không quay nữa. Là toàn bộ hoàn cảnh toàn bộ nhà của chị Phạm Thị Toàn, hiện tại là chị một mình nuôi 4 đứa con trong thì chị đã mất lâu rồi. Nhà thì đơn giản, nhà thì thời xưa mình để lại nên cũng đơn giản, của tài chỉ được đơn cho nên không làm gì được nhiều. Dùng máu là nó cũng quá đây là. Đây là một hoàn cảnh để muốn đi gặp kênh Hoa Lan TV và kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà sẽ luôn đồng hành. Rồi, em xin chào cả nhà nhé. Đây là trường hợp số 2 nhé. Em thay mặt kênh Hoa Lan TV của bà Kiềm ở Hà Nội và kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà
của anh Đình ở Hải Phòng. Em đến là nhà anh, nhà của anh là Trần Văn Hiểu. Trần Văn Hiểu có trả cho, có thay mặt cánh Hoa Lan TV của bà Kiềm, thay mặt cánh Hoa Lan Phi Đẹp Cát Ba của anh Đình trao một suất quà tổng trị giá là 3.900.000 đồng. Trong đó cánh Hoa Lan TV là gửi một suất quà trị giá là 2.500.000 thay mặt pha cánh, và cánh Hoa Lan Phi Đẹp Cát Ba của anh Đình gửi 1.400.000 đồng tiền mặt nhờ bác Minh là trưởng dân phố khu dân phố 8 phường Quảng Phong thị xã Ba Đồn trao cho anh Minh dùng mẹ con nhá. Trao bên kể một các bạn ạ. Trao một cái đầu tiên là cái đầu tiên là cầu cánh Hoa Lan TV thì giá 2.500.000 đồng tiền mặt nhờ anh, nhờ anh kiểm tra và xác nhận lại có đúng 2.500.000 không ạ. Dạ rồi, và như bác Minh trao lại một suất quà trị giá 1.400.000 của cánh Hoa Lan TV, à, của anh Hoa Lan Phi Đẹp Cát Ba của anh Đình ở Hải Phòng ạ, trị giá 1.400.000 đồng ạ. Kiểm tra lại có đúng 1.400.000. Dạ. Dạ, tiền đấy là của, dạ rồi, dạ đấy là của anh em yêu Lan thì cần được góp lại và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ạ. Dạ. Đây là nhà của anh Hiểu, anh thì bị thoái hóa cột sống, đau thần kinh thực vật, rồi anh ta là mất sức lao động, nhà trong nhà có 3 đứa con, hiện tại là nhà cửa không có, cha mẹ cũng mất lâu rồi, nên không có nhà cửa, hiện tại đang ở nhờ, nhờ nhà hàng xóm, còn vợ đi làm chưa về, vợ thì đang đi làm công nhân, nhưng mà không, à thì đi làm đấy, nên là hiện tại là một năm ở một nơi, hiện tại là căn nhà này là của nhà hàng xóm, nhà bên này, cho ở đợi, ở dùng. Thế anh hiện tại là chưa có nhà cửa và đấy là ở hiện tại là ở được 2 gian, vừa một gian ăn nghỉ ở đây học phòng đây, và một gian là vừa cả bếp vừa cả bàn học của các cháu của ba đứa con của anh đó. Hiện tại là chạy trong nhà thì hiện tại chưa có gì hết, chỉ đi làm chưa về, cho nên là nếu có chị ở đây thì hay, mà đây chỉ làm chưa về được nữa. Một trường hợp này em cả bảo với bác kinh nghiệm rồi. Nói chung qua đây em cũng mong cánh Hoa Lan TV của bác Kiềm và cánh Hoa Lan Phi Đẹp Cát Ba của anh Đình sẽ là cầu nối để chương trình đồng hành khắp cả nước, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Và cũng mong các bạn yêu Lan trên cả nước chung tay góp sức một phần nhỏ bé tạo điều kiện cho các cháu khác trên cả nước là có thể có điều kiện hơn trong việc học tập của các em, bởi vì gia đình có nhiều cháu con rất khó hoàn cảnh. Yeah. Anh cứ ngồi, anh mới anh ngồi đi. Yeah. Hiện tại là anh cũng đi ra mới về, anh là hiện tại đang vận động nhẹ, bởi vì mấy bữa nay anh liệt năm nên anh mới vận động nhẹ. Trong nhà thì hiện tại vẫn có gì hết. Còn anh đang nhỏ, anh đang mất bị đau mấy năm nay thôi, trong nhà thì hiện tại là người chung. Rồi, về nhảy cả nhà, chào ạ.